người, không biết là mọi người đã nghe qua tên Đại gia Chiến Lợi chưa nhỉ? Vâng, hôm nay chúng ta cùng đi đến đấy nhá. Chúng ta cùng xuống đò thôi. Người có nhận ra em áo này là em áo gì không? Đó chính là áo nhãn hàng Heda, cực kỳ nổi tiếng trên Top Top. Vừa đơn giản lại vừa phong cách. Đó, mọi người nhìn xem. Mà rất là thoáng mát nha. Thì vải cốt tông 100%. Ok, sau bao lâu đợi đò thì cuối cùng đò cũng sang. Ok, tiếp tục hành trình thôi. Mình xuống đò nha. Đò này thì đi rất là chắc chắn luôn. Ta là lưỡi xe làng, gắn bó với bạn biết bao nhiêu tuổi thơ. Mặt nước mênh mông. Đây là một chiếc phà đang đi ở trên sông nhá. Đấy, các bạn hôm nay Black cho các bạn biết là chiếc đò cũng được, mà phà cũng được, gọi là phà cũng được. Đó, zoom gần, zoom xa, cảnh rất là đẹp. Xa xa kia là những chiếc lồng cá nhé. Lồng cá, người ta nuôi cá ở sông này rất là sóng lớn, có nước ra nước vào. Nên cá tha hồ sóng lớn. Đấy, những cái bè cá kìa. Đó. Cột ống khói kia các bạn đã biết là cái gì đâu. Chúng ta đoán nhá. 3, 2, 1. Các bạn đã đoán đúng rồi. Đấy là ống khói của nhà máy gạch các bạn nhé. Đấy, sản xuất gạch để xây dựng. Là dòng sông quê tôi vào lúc 7 giờ, 8 giờ sáng. Hay là vắng. Từng nghe rất là nhiều thông tin về chỗ Đại gia Chiến Lợi này, nhưng mà đây chính là lần đầu tiên mà mình được chứng kiến tận mắt. Đây nha, review cho mọi người cổng như vào một biệt thự, như vào một chiếc cổng khi đi vào Đại gia Chiến Lợi, cùng cùng tiếng ở tứ kỳ gia lộc Hải Dương. Mới vào thôi chúng ta đã có thể chiêm ngưỡng được một dàn siêu xe cực đẹp như thế. Ok, và bây giờ chúng ta cùng vào xem bên trong có gì nhá. Bạn nào đi rồi thì cho mình xin ít cảm nhận nha. Quả giống như lời đồn, những chiếc siêu xe của nhà bác Chiến Lợn đều được rất vàng nha. Sang xịn mịn. Đây chính là công viên thôn Ome. Ome giống u mê. Wow wow mọi xe người ơi, xe máy rồi. Đây cũng chính là ôi này, già luôn. Mình có được đi vào đây mà thoải mái. Tôi nghĩ rằng ở ngoài kia là đã hết dàn siêu xe của bác đi rồi mọi người ơi. Mình cứ nghĩ là bên ngoài đã hết dàn siêu xe của bác đi rồi, nhưng mà không nha, bên trong còn một, còn nhiều chiếc xe rất vàng nữa cơ. Đó, quần nào cũng có rất vàng này. Dòng phượng nè, hổ nè, à đây không biết con hổ hay con báo gì, báo Duga đây nha. Mọi người biết đây hãng xe gì thì mọi người comment cho mình nha. Mây Bách nha. Đây một con này điểm lên đi đó, không biết là vỏ ngoài của xe được rất vàng mà bánh xe, bánh xe cũng vàng nha. Biển số đẹp nha. Các bạn sẽ thấy thế nào khi mà buổi đêm được sở hữu những con xe rất vàng này, xong rồi chạy ngoài đường, ui rồi gọi là chói lóa cả đêm luôn. Nên nha, con nào cũng trông rất là bắt mắt nha. Ngồi êm cực.
và các bạn thử đánh giá xem những chiếc xe xe này là bao nhiêu tiền nha. Chứ mình đoán cũng phải cỡ khoảng gần triệu đô. Chắc là vậy. Còn phần bên này chúng ta có gì? Đây nha, đây chính là khung cảnh từ phía mắt của mình vào. Đấy, ở bên ngoài chính là một cái tượng. Alo, đây là một cái cổng. Mọi người biết đây là cái gì không? Ở ngoài đã đẹp vậy rồi, không biết bên trong như nào nữa. Ok, chúng ta cùng bước vào nha. Đây là cổng nè, đây là cổng. Wow. Chính là bể cá khổng lồ nhà các chiến lợi đây nha. Mình chưa bao giờ nhìn thấy những con cá này ngoài đời ấy. Đây, sao con cá lại nhiều râu này nhỉ? Đây cá thật nha, chứ không có ghép cắt gì nha mọi người. Cá thật này. Đó. Ước được sở hữu một bể cá siêu to khổng lồ này. Không biết là đây có bơi được không? Thời trở vào bơi thôi, thôi đừng sợ, sợ lắm. Đây là trong đây rất nhiều cá nha, và toàn là cá hiếm ấy. Đây là cá đuối à. Lần đầu tiên trong đời mình được chứng kiến con cá đuối ngoài đời thật đấy mọi người. Trông kiểu giống như con mực ấy nhỉ. Đây nha. Còn đây con cá này chắc cũng to bằng người mình đấy mọi người. Này. Không biết là con cá này gọi là cá gì nữa nhưng mà trông nó rất là cute. Ok. Đến đây nào em ơi. Ok nha. Mình gọi phát nó đến luôn này. Trông đẹp thật. Mình nghĩ con cá này cũng phải khoảng là mấy trăm kg. Đây nha con, đây là con cá đen cam này. Trông lấp lánh luôn, sáng cả một bể nước luôn. Một đàn cá khổng lồ thì có một con cá con như này này. Đó, con cá con này. Đây cá gì ạ? Đây cá trắng trắng này, cá gì ạ? Hải tượng. Hải tượng. Mấy đầu đừng con cá chép. Ôi, trông đẹp quá. Cái gì mình có thể chạm vào con cá này? Cá này cá gì ạ? Cá này trông rất là độc lạ Bình Dương nha. Chưa thấy bao giờ nha. Ghim với nha. Rất là thân thiện. Trông con này rất là cute nha. Con này cũng vẫn đến gần người này. Con này cũng phải to bằng con. Đẹp. 10 điểm. Ok, và chúng ta thử vào xem bên trong cái gì nhá. Sau khi tớ đi thăm quan bể cá thì đây chính là một khu công viên rất là đẹp. Mọi người ơi, mọi người có nhìn thấy điện gì không? Đây chính là một tượng đài Phật Thích Bà. Đây bà, tượng Phật này. Đây chính là một tượng đài Phật Di Bà rất là to luôn. Ok, chúng ta cùng đi tiếp thôi. Con vịt chứ không phải vịt. Con vịt giữa một đồi đất. Không phải vịt. Cái chỗ này ngồi đấy không hả? Đúng. Đây, ở đây còn có xích đu nha, mình không ngờ đấy. Đây, đây chính là con đường khi đi vào một công viên rộng lớn của nhà bác Chiến Lợn nha. Đây là cây khế đúng không? Ở đây thì rất là nhiều loại cây luôn. Lấy tha hồ mà cho các bạn check view nha. Và đây, công viên nhân dân thôn Ô Mễ. Vừa mình đọc nhầm là thôn Ô Mễ. Sorry, chỗ này ngồi cũng đẹp nè. Đó, mọi người nhìn thấy mấy cột này. Như đi vào một tòa lâu đài. Mọi người ơi, mọi người đã được đi qua những cây cầu này bao giờ chưa? Đây chính là cây cầu lần đầu tiên mà mình thấy mà cây cầu được dựng xây trong chính ngôi nhà của mình. Ngôi nhà của bác á. Kia nhà kia chính là một tòa lâu đài đựng chiếc xe gì đó. Không biết nữa. Tí là mình sẽ sang đấy cho mọi người xem nha. Oh my god, sao đây lại có nhiều chiếc xe này? Chiếc xe này để làm gì ạ? Yeah. Mình chưa biết chiếc xe này làm gì nhưng mà trông rất là kiểu tưởng nhớ về hồi xưa đúng không? Hồi xưa là 9X hoặc 8X thường dùng những chiếc xe này nè.
công nhận là trông nó rất là xa. Xe treo lắm mọi người ơi. Kia chính là pho tượng rất vàng nên mọi người ơi, mọi người chứng ngưỡng nha. Kia là trống đồng đúng không ạ? Lốp xe. Mình để cho mình tới trống đồng. Còn kia là chính là con đại bàng đúng không? Đại bàng xong mấy cắn rắn. Ở trên đây thì là những con vịt, con thiên nga, con ngỗng tượng. Còn ở dưới đây đâu rồi, vừa mình mới thấy xong. Con hạc. Con hạc. Wow, wow. Mọi người có nhìn thấy gì không? Birthday party. Ui giời mọi người ơi. Đi qua mình không thấy. Bây giờ mình mới thấy này, đây chính là một pho tượng nữ thần tự do ở Mỹ, American nha. Trông to như là thật luôn. Là pho tượng to như này mà pho tượng còn được dát vàng nha. Tượng nữ thần tự do này như hẳn là Mỹ luôn, không khác gì cả. Ở đây mình đúng thật là cảm giác như được sống ở Mỹ ấy. Một pho tượng rất là nổi tiếng đã xuất hiện tại Việt Nam và nhà bác Chiến Lợi. Đó, mọi người nhớ xem, check view cho mọi người xem nha. Rất là đẹp, ở ngoài rất là xinh. Và cảm giác của mình khi lần đầu tiên được nhìn thấy một pho tượng lớn như này là gì? Quá đã, tuyệt vời. Ok, chúng ta cùng đi tiếp nha. Vì quá là nắng nên mình phải cầm ô này mọi người. Đây là khu tổ chức sinh nhật Đăng Khôi. Ai mà muốn tổ chức sinh nhật chắc là có thể là mượn chỗ này để tổ chức ấy. Mình thấy là màn hình rất là rộng và to nha. Mà chỗ này còn view đẹp nữa. Còn đây chính là một chỗ nghỉ mát. Mình nghĩ là thế, một chỗ để nghỉ mát giữa trời nắng 40 độ này. Không biết là có được lên không nhưng mà nhìn ngoài này mọi người ơi. Những cây cầu kìa, ôi chao, wow. Đây, những bậc thang đi lên nha. Mình nghĩ là sẽ được lên. Sau khi chúng ta được chiêm ngưỡng pho tượng nữ thần tự do ở kia thì chúng ta lại được bắt gặp, đó là gì? Đó chính là một tháp Eiffel cao khoảng tầm là chục, à không, nhờ 100 mét. Quá đẹp. Khi đầu tiên mình được chiêm ngưỡng một chiếc tháp Eiffel mà giống cái thật 100%. Tháp gì đấy? Tháp Eiffel, tháp Eiffel ở Mỹ. À. Tháp, tháp, oh my god. Oh my god, mình to tinh rồi. Wow, mọi người thấy gì không? Đó chính là một con khủng long siêu to khổng lồ của nhà bác Chiến Lợi. Đó, con khủng long này dát vàng. Cũng được dát vàng nha. Nói chung là mọi thứ trong đây đều được dát vàng rồi. Đây là thời kỳ đồ đá nha. Ở đây chắc là không cảnh thời kỳ đồ đá. Chưa cần hư này. Đúng rồi, ở đây chẳng thấy con gì. Mọi người ơi, mọi người, con được đi lên chỗ này không? Cứ đi thoải mái đi. Hôm nay là chỉ đi mấy cái chỗ mà có phiến đá. Đây chính là một con hươu siêu to khổng lồ nè. Cổ nó đâu rồi? Mình nghĩ là cổ nó dài lắm mà ta. À không, nó đang cúi xuống uống nước. Đây là một pho tượng ngoài nhưng mà nó rất là giống ngoài đời thật nè. Cũng phải giống ngoài đời thật là 99%. Đây nha mọi người, để mình cho mọi người xem thác nước ở đây nha. Trong máy thì nó hơi mờ một xíu nhưng mà ở ngoài thì rất là rõ. Mà nói chung là giữa một mùa hè mà nóng 40 độ như này thì tháp nước đúng là một chỗ mà nghỉ chân tuyệt vời. Vừa mát đi, nước bắn vào mặt mình đi mọi người ơi. Bắn đi em ơi. Wow, đây chính là bên trong của tháp Eiffel này. Đứng bên trong rồi. Em chưa? Không biết là có được đứng bên trong không nhỉ? Đấy, đứng xong rồi. Ôi chao, cái chỗ này vừa râm một mát nha. Lại còn được đứng rồi, tuyệt vời luôn. À, mọi người ơi, mọi người có nhìn thấy mình phát hiện ra cái gì không? Đó chính là một chiếc đèn. Mình nghĩ là một chiếc đèn ở trong tháp Eiffel này. Đó, cái màu đen ấy. Mà buổi tối ấy, mà bật mấy cái đèn này lên nhá. Ui dồi ôi, đúng là sáng lung linh khắp bầu trời đêm luôn.
không phải tuyệt vời như là ở ở Pháp thật ấy. Đầu tiên mình tưởng ở Mỹ kia nha, đúng thật rồi, đúng thật rồi. Bây giờ mình mới thấy rõ này, đây chính là những chiếc đèn LED mà nó kiểu chiếu sáng xong rồi mấy cái lốm đốm này. Đây, đây là mình đi mùa hè nha, chứ đi vào ban đêm ấy thì quá là đẹp, đẹp hơn bây giờ nhiều. Mình nghĩ là vậy, nhưng mà mình được đi vào một ngày nắng đẹp trời này mình cũng mãn nguyện rồi. Anh có check in được em vài tấm không? Okay. Đây nha, ok. Mọi người biết xe này có giống gì không? Xe này ở đâu không? Bởi vì hồi xưa mình hay xem những cái phim mà cổ xưa ấy, là mấy cái gia đình quý tộc ấy thường hay đi xe này đúng không? Chấn nhở? Quay sát cho các bạn luôn không em. Biết là xe này là có phải xe quý tộc hay đi không nữa. Xe này giống xe ở trong Mr. Bean ấy. Đấy, ai mà xem Mr. Bean rồi chắc là biết đúng không? Kia là bánh xe cũng là rất vàng. Mà công nhận như mấy cái bà, mấy ông bà quý tộc hồi xưa đi xe ông xịn phết đấy nhỉ. Đó, đó. Thấy nhờ. Cái siêu xe này mình nghĩ rất là đặc biệt đấy, bởi vì được để ở một nơi rất là riêng biệt. Mà ở dưới lại là rất vàng. Cái siêu xe này chắc cũng xịn lắm luôn ấy. Mọi người ơi, lần đầu tiên đọc vào mắt Zoom đó chính là một chiếc siêu xe, à không, ý lộn, thuyền, siêu du thuyền, đó. Và một cái siêu du thuyền này đặc biệt ở chỗ nào? Bởi vì không những là nó đẹp, không những là nó y như thật, không những là nó còn rộng hơn mình nghĩ, mà nó còn có cái gì ạ? Có một chiếc bộ bàn ghế kia kìa. Đó, một bộ bàn ghế đúng kiểu gia đình quý tộc ngồi lên đấy luôn ấy. Mình ước rằng mình có thể một lần đi du thuyền và nó cũng to nhỉ. Không biết đây có phải thật không nhỉ? Nó rất là giống thật đấy chứ. Và một chiếc xe. Và du thuyền này mình cũng ấn tượng ở một chỗ, bởi vì nó có lá cờ Việt Nam. Mình công nhận là nhà bác Chiến Lợi đúng là một gia đình yêu nước thật sự. Đó, và mình cũng rất là ngưỡng mộ nhà bác ấy luôn. Ở trên đây là lá cờ Việt Nam nha, lá cờ Tổ quốc nha. Và đây cũng chính là một lời khẳng định chủ quyền của, không những là của siêu xe này mà của nước Việt Nam. Và đằng sau kia là gì đấy? Đằng sau kia chính là một tòa lâu đài, hình như là vậy. Lâu đài này giống như là lâu đài ở Nga nhỉ? Và chúng ta thử đi sang bên kia xem lâu đài nó rộng lớn, nó bao la như nào nha. Đây hoa gì nhỉ? Hoa đá đúng không? Hoa đá nhà mình nó bé, rồi sau đây nó to đùng. Ở đây mọi thứ đều to luôn. Công. Em xem công rồi mà. Đây là giữa trưa ấy, nên chắc là ít người. Mọi người nhìn thấy bên trong là gì không? Trời ơi, đó chính là những con hạc đúng không nhỉ? Đó chính là hạc đúng không? Hình như là vậy. Chắc là tầm chiều thì nó sẽ được thả ra, nó sẽ bơi lội trong đây này. Và đây là đàn cá coi nha, đàn cá con. Đó. Chúng ta đi tiếp nha. Thôi thật ra là mình đi từ nãy giờ cũng khá là mỏi chân rồi. Nó đứng lên đây không nhỉ? Có. Ok. Chỗ này cũng rất là rộng nha. Vừa mát. Đúng là thật sự là mình đánh giá là nhà bác này rất là tâm lý nha. Kiểu giữa trời nắng này mà bác có một nơi rất là thoáng mát và râm. Này là đan đấy. Cái ghế này là có nhiều dây ấy. Nên mọi người hay chú ý khi để điện thoại nha. Cái này là mình nhất định mình phải check in liền mọi người. Ok, check in. Nơi nào có cảnh đẹp thì nơi đấy nhất định là phải có rung nổi. Và đặc biệt chính là nhà bác Chiến Lợi nhiều view đẹp như này mà 15 tuổi rồi mình mới được chiêm ngưỡng một cái cảnh đẹp như này. Ok. Ai mà muốn check in ấy, ai mà muốn đam mê photograph ấy. Ai mà đam mê gì nhỉ? Camera ấy. Ai mà đam mê mình ai mà đam mê sống ảo. Như mình thì mọi người có thể tham khảo chỗ này nha. Chỗ này rất là nhiều view đẹp đấy, từ pho tượng này, xong rồi du thuyền này, xong rồi lâu đài nữa. Tuyệt vời.
Nói các fan có muốn đi xem một công viên gọi là sở thú ở trong nhà không? Ok, mình đi nha. Đi nha, nghỉ chân thôi, cũng đỡ mỏi rồi đấy. Thực ra là mình khá là sợ những con vật ấy, nhưng mà những cái con cuốn như này mình phải đi, mình phải chiêm ngưỡng liền. Ôi dồi ôi, trời ơi, đó chính là một con công ạ. Không, ở trong đây đứng có con nào ra cắn em nha. Thầy ơi, mọi người thử đoán xem trong nhà bác Chiến Lợn có những con vật nào như một sở thú. Ok nha. Đó, nhìn xa xa và nhìn gần lại thì đó chính là một con công này. Ước gì con công này có thể xòe cánh ra cho mình xem nhỉ. Công ơi, xòe cánh ra đi em ơi. Nhưng mà không sao à, nhìn thế này cũng đủ đẹp rồi. Và đây chính là mấy cái con gì? Anh con kia, con gì? Con công. Con công cái. Con tắc kè đó kìa. Không biết là ba con công cùng sinh sống trong một cái lồng này thì con nào sẽ có một tình yêu đẹp. Điều ôi trời ơi, con vật mình yêu thích đi thôi mọi người ơi. Thật ra là mình khá là sợ là điều ấy, bởi vì nó to đùng ấy, nó to gấp đôi mình luôn ấy. Nhưng mà không sao, mình phải bản lĩnh không, bản lĩnh thì có đấy, nên mình sẽ phải xem. Đâu rồi, là điều đâu đây chứ còn đâu nữa. Đâu sợ ấy hả? Đây đi theo anh. Nhìn con, nhấn tay con thì này cứ... Đi. Đây là con đà điểu, con ra được không nữa. Rồi mình sẽ vào, mình đối mặt với nó. Đà điểu ơi. Điểu. Mọi người, mình khá sợ con đà điểu. À, đà điểu. Đây nha, con đà điểu ngay bên kia kìa. Mình cách nó cũng phải một cái ao chắc là không sao đâu. Anh trai mình đang làm cái gì đây? Gì đây? Đâu rồi? Có mấy ở đây cơ mà. Chưa voi con ở... Đúng ở bản đôn luôn. Thầy ơi, ra xem con đà điểu đi. Con đà điểu ơi. Có cắn không mọi người? Nó mổ đấy, biết là nó mổ đấy. Mình vẫn quyết định là mình vào xem cái gì. Mình sợ quá. Không may ra đâu, đứng đây, anh còn đứng đây. Mình đứng gần. Sợ quá. Đây chứ là đây cũng đương là một khu mà dành riêng cho mấy con đà điểu luôn. Mình hơi sợ. Ai sợ thì đi về. Phòng cái. Không biết là vừa nãy mình mới gặp hai con đà điểu mà ta. Sao đây có một ta? Con lại nhảy ra rồi đấy. Đây. Sợ ơi. Không hiểu sao mình sợ những con đà điểu như vậy. Chú voi con. Mới đầu từ đây con thấy sao? Vãi trưởng. Đây nha. Đây nha. Mọi người biết là năm ông mùa xem bói không? Ôi, mấy em này quạo nha. Thân ơi. Bạn thân ơi. Ê, anh Quấn với cả con voi này trông giống nhau cực. Súc vật. Nó không có hai cái sừng. Hai cái nhà, mình quên, lộn. Bạn thân ơi, tôi yêu bạn nhiều. Đây nha, chung giống nhau như hai anh em sinh đôi. Đúng rồi, phát à. Với ca mày trông cô te chứ kìa. Che cho voi đỡ nắng nha. Không biết là đầu này có ra được không đấy nhỉ? Thực sự là đi trong công viên này như một mê cung ấy, bởi vì rất là nhiều lối. Vẫn là những em siêu xe máy. Còn chỗ nào để check in đâu. Ui, ở giữa kia có một cây cầu ước gì nó nối dài ở đây để mình có thể qua nhỉ. Ồ, hình như là mình chưa đi vào đây đúng không? Ê, mấy con gà nha. Thôi. Anh nhìn nó thả rông. Thôi mày vào ông đi. Dưa xuống. Mình phải đi tìm. Ui cha, con lợn vàng kìa. Ui sao từ nãy giờ em không nhìn thấy hả?
chết rồi, mất lát rồi, chết rồi. Một bên lé, một bên lát rồi mọi người. Sau bây giờ mình mới thấy một con lợn khổng lồ này. Lợn rất vàng nhưng không biết không ở lợn nó còn rất vàng, không biết nó to nó còn rất vàng. Đúng là cặp đôi hoàn hảo. Đây nha. Đẹp thật sự. Máy bay. Ngày qua đã mình sau hơn 3 tiếng đồng hồ thì mình đã tham quan được tất tần tật ở chỗ chạy ra chiến đợt này, và hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ mình. Mọi người nếu có thời gian rảnh thì mọi người hãy đến đây nha. Thật sự thì mình thấy chỗ này view rất là đẹp và đáng để check in, đáng để tham quan thôi. Không ngờ Hải Dương mình cũng có một người mà một người tài như vậy, một người nhân tài như thế. Mình quá là ngưỡng mộ. Thôi và bây giờ video của mình cũng kết thúc rồi. Hẹn mọi người trong video lần sau nha. Tạm biệt. Đây là xe bố mình nha.